Xin được kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin nhanh 5 phút trên kênh thông tin Invest TV, tổng hợp những thông tin mới nhất về kinh tế, tài chính, bất động sản có trong ngày. Và trong 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng Giám đốc Iomore Việt Nam từng chia sẻ, Iomore sau ga Giáp Bát sẽ là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất trong các dự án mà Iomore đã triển khai tại Việt Nam. Theo một số thông tin, dự án Iomore này có vốn đầu tư lên tới 280 triệu đô la Mỹ. Hà Nội, 20 dự án vốn ngoài ngân sách được phê duyệt chủ trương trong quý 1 năm 2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án công nghệ tế bào quang điện Zinco Solar PV Việt Nam với tổng mức đầu tư là 500 triệu đô la Mỹ cho công ty Zinco Solar Hồng Kông. Theo đó, dự án công nghệ tế bào quang điện này sẽ được đầu tư tại khu công nghiệp Sông Khoai với vốn đầu tư khoảng 11.499 tỷ đồng. Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng 230%, trong khi xuất khẩu từ Mỹ vào Việt Nam cũng tăng trưởng là 175%. Đặc biệt, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Mỹ. Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập công ty năng lượng Hà Đô với tổng vốn điều lệ dự kiến là 1.200 tỷ đồng. Trường hợp cần thiết triển khai thí điểm, Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tham khảo định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang triển khai thí điểm đối với xe buýt điện để tự ý quyết định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề xuất đưa 3 công trình, dự án mới vào danh mục trọng điểm, bao gồm dự án mở rộng DT73 mở mới đoạn từ xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh đến giao với DT767 và dự án nâng cấp mở rộng DT769. Ba dự án đã được bổ sung vào quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương đầu tư. Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hoa Sen Du Long. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hàng chục cuộc gọi, đơn thư phản ánh về việc một số đối tượng giả mạo là nhân viên của các nhà mạng gọi điện, nhắn tin hướng dẫn cú pháp để thực hiện nâng cấp SIM 3G thành 4G nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng cho các đơn hàng online bằng thẻ tín dụng của người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, trưởng phòng dịch vụ bất động sản nhà ở Colliers Việt Nam cho rằng Bình Dương vượt qua thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm sáng của thị trường căn hộ. Cụ thể, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương chiếm khoảng 54% tổng số căn mở bán tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu giáp danh trong quý 1 năm 2021. Năm 2020, công ty cổ phần tập đoàn Vingroup ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính lên tới 31.068 tỷ đồng, trong đó gần 28.600 tỷ đồng doanh thu tài chính lãi từ chuyển nhượng công ty con và thanh lý các khoản đầu tư tài chính, cùng kỳ 2019 là khoảng 11.300 tỷ đồng. Cầu trăm tỷ nối Hải Phòng, Hải Dương nguy cơ chậm tiến độ. Từ nay, người từ Hải Dương đến Quảng Ninh không phải cách ly y tế. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong nước, sau đây là những thông tin quốc tế, mời quý vị cùng theo dõi. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho một nhà máy ở thành phố Baltimore ngưng sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca, theo tờ The New York Times. Thay vào đó, nhà máy ở thành phố Baltimore này chỉ tập trung sản xuất vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson. Thông tin cá nhân của hơn 500 triệu người dùng Facebook bị rò rỉ từ hồi 2019 đã được đăng tải lên một số diễn đàn tin tặc. Dữ liệu cá nhân bị trộm bao gồm số điện thoại, tên đầy đủ, ngày sinh cùng một số tài khoản bị trộm cả email và tình trạng mối quan hệ. Cơ quan quản lý kênh đào Suez ngày 3 tháng 4 thông báo đã có 61 tàu cuối cùng trong tổng số 422 tàu ùn tắc hai bên cửa ngõ kênh đào Suez đã đi qua. Qua đó, thông báo rằng con kênh này chính thức được giải phóng khỏi tình trạng ùn tắc trong vài ngày qua. Nhằm tăng cường khả năng bảo vệ quần đảo Đông Sa ở phía Bắc Biển Đông trước Trung Quốc, Đài Loan vừa bắt đầu cải tạo đường băng trên quần đảo này và dự kiến hoàn tất công trình vào cuối tháng 2 năm 2022. Trong một số thông báo trên website của mình, Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc cho biết hãng xe Porsche sẽ thu hồi 257 xe nhập khẩu ở thị trường nước này do một số lỗi về thiết kế. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin nổi bật về kinh tế, tài chính, bất động sản có trong ngày. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, cũng vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email bantintapa@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này ngày mai.